Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể làm việc hiệu quả. Đó là chúng ta hãy trở thành trung tâm của vòng xoáy. Con người không thể làm việc một mình. Để hoàn thành công việc, chúng ta cần có sự hợp tác giữa cấp trên, cấp dưới và những người xung quanh. Bởi vậy, chúng ta phải luôn trong tâm thế tích cực, tự mình tìm kiếm công việc và với mọi người xung quanh sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Đây chính là làm việc ở trong cái gọi là trung tâm của vòng xoáy. Vòng xoáy của công việc luôn tồn tại trong công ty. Cho nên là khi chúng ta nhận ra nó thì có thể đó là lúc người khác đã trở thành trung tâm của vòng xoáy, còn bản thân của chúng ta lại chỉ là kẻ ngoài cuộc và không thể thưởng thức được mùi vị hạnh phúc thực sự trong công việc đó nữa. Thế nên chúng ta phải trở thành trung tâm của vòng xoáy, tích cực lôi cuốn mọi người xung quanh đến với chúng ta. Và tiếp theo là chúng ta phải tiên phong đi đầu làm gương để có được sự hợp tác của cấp dưới, có sự hợp tác của những người xung quanh. Trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta phải tiên phong đi đầu làm gương rằng là chúng ta có phải cần có một cái tư thế song pha làm cả những công việc mà thậm chí chúng ta không muốn làm. Dù chúng ta có nói bao nhiêu những lời tốt đẹp đẽ nhưng mà chúng ta không đi đôi với việc làm thì chúng ta không thể thuyết phục được trái tim của con người. Cho thế nên bằng cách tiên phong đi đầu, tự mình làm ra những điều mà chúng ta muốn những người khác họ phải làm và họ sẽ nguyện theo chúng ta, và chúng ta cần tới cái dũng khí và niềm tin để có thể tiên phong đi đầu làm gương. Nhưng mà nếu chú ý thực hiện điều đó, chúng ta có thể bồi dưỡng chính bản thân của mình tốt lên. Vậy nên chúng ta cần phải xây dựng một môi trường làm việc không chỉ những người đứng đầu trong các phòng ban mà tất cả nhân viên đều phải có một cái trạng thái, đó là chúng ta phải đi đầu làm gương. Chúng ta cần phải dồn ép bản thân, dù bị đặt vào hoàn cảnh nào khó khăn, bạn cũng nhất quyết không được phép chạy trốn. Rằng là giữa lúc mà bị dồn ép, nếu cảm thấy được tính cấp bách của sự việc, bằng mọi cách phải giải quyết được nó, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra phương hướng và giải quyết cái vấn đề. Nên biết là trong nghịch cảnh, một khi chúng ta có thái độ chân thành, nghiêm túc, đương đầu với mọi thứ, chúng ta có thể phát huy được sức mạnh mà bình thường chúng ta không hề biết đến là chúng ta có sức mạnh đó. Và nếu biết tạo ra sức ép phù hợp với chính bản thân, ta có thể biến điều không thể thành có thể. Dùng ép ở đây có nghĩa là chuyên tâm, rằng là đó là khi ta vùi đầu vào mọi một thứ duy nhất, không còn nhìn thấy bất kỳ những gì xung quanh. Hay nói cách khác, đó là trạng thái tinh thần và ý thức tập trung. Cũng như là khi dồn ép bản thân đến mức nghĩ rằng không thể làm gì được hơn được nữa, ta sẽ tự khích lệ chúng ta. Giờ đây chỉ còn trông vào ý trời thôi. Như là khi kinh tế khủng hoảng, hàng loạt các doanh nghiệp phá sản, số lượng đơn hàng của các công ty bạn cũng giảm đi. Tuy nhiên, trong những cái hoàn cảnh như vậy, bản thân bạn vẫn phải cố gắng hết sức cho cái công việc của chính mình. Và chính những cái nỗ lực hết mình tạo ra sự bình tâm. Nếu như chỉ cố gắng nửa vời thôi, đến một ngày công ty phá sản, bạn sẽ phải hối hận và nói rằng giá như lúc ấy mình cố gắng thêm một chút nữa thì có phải tốt hơn không? Đây chính là điều vô cùng quan trọng. Và tiếp đến là chúng ta phải sử dụng hết sức ngay khi chúng ta còn chính giữa võ đài. Điều này có nghĩa là chúng ta phải làm hết sức mình khi mọi thứ nó còn chưa gấp rút. Và như các bạn đã biết, ở Nhật Bản trong môn võ sumo, những võ sĩ khi bị đối thủ dồn tới gần sát rìa mép võ đài, không còn cách nào khác ngoài công việc phải hạ thấp trọng tâm cơ thể và cố gắng ném đối thủ ra khỏi võ đài. Nếu như có sức mạnh ném bật đối thủ ra khỏi rìa võ đài thì tại sao các võ sĩ đó không dùng tới cái sức mạnh này khi họ còn đang đứng chính giữa võ đài cơ chứ?
Vì thế, các bạn đừng có đợi đến khi bị ép tận đến rìa mới phát huy hết sức mạnh của mình, mà hãy tập trung đánh phủ đầu ngay chính giữa võ đài. Rằng là khi kết quả kinh doanh dần dần đi xuống, nếu chỉ làm một mảng kinh doanh chính thì sẽ khó có thể cứu vãn được công ty. Vì thế bạn phải nghĩ mình phải tìm ra cách gì đó. Nhưng lúc này tiền vốn cũng đã sử dụng kha khá, sức lực của bạn không còn bao nhiêu, nên có muốn cũng không thể nào làm được nữa. Vậy nên muốn bắt đầu một mảng kinh doanh mới, bạn phải làm khi mình còn sức lực, khi mọi việc còn suôn sẻ. Và mình sẽ đưa một cái ví dụ khác, đó là trong sản xuất. Chúng ta không nên hoàn thành các sản phẩm sát với ngày phải giao hàng cho khách hàng, mà chúng ta phải thực hiện sớm hơn thời hạn. Như vậy nếu có sự cố phát sinh, chúng ta vẫn phải có thời gian để xử lý, đảm bảo được cái ngày giao hàng. Và đây là một số bí quyết và kiến thức mình mong muốn để truyền đến các bạn trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn.